Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải em ơi. Và sau khoảng hơn một tháng trôi qua thì Khải đã đập về cho mình cái set, đó là set hiệp cốt và kèm với hiệu ứng 80 chậm từ nón phòng thủ 25 20 chậm và đai phòng thủ vũ lý 19 làm chậm 20 và một đôi giày phòng thủ vũ lý làm chậm 40 thì được 80 làm chậm này. Và 80 chón thì với hiệu ứng 80 chón hiệu này cũng khá tốt nhưng mà lượng kháng họ không có đó, kháng họ chỉ có 7-15 thôi. Thì cái này thì được 80 chón đánh tống kia mọi người, thì 80 chậm đó rồi sẽ hiệp cốt. Thì tối nào đánh thì cũng có tốt tống kim đó, trong tầm này đường môn đi bất lẻ thì tối nào cũng có tốt tống kim. Thì sau khoảng hơn một tháng trải nghiệm thì bây giờ Khải không đánh với set này nữa, Khải sẽ về là set năm hành nha. Và anh em cùng nhìn sơ qua thì với set này á, nó được một chỗ là nó có 80 chón mọi người, nó có 80 chón này, còn năm hành thì không có chón nha. Giờ bây giờ xác định như năm hành thì đi solo ngồi cũng như hoạt động với ban, không có chón, không hiệu ứng chón nha. Đó. Thì anh em cùng xem qua lượng kháng này. Lượng kháng của nó thì chỉ được 56 phòng thủ, 36 kháng hàng, 45 kháng lôi và 37 kháng hỏa và 19 kháng độc. Đó. Thì bây giờ chúng ta cùng trở lại với một set đồ năm hành thì liệu có kháng nó hơn không nha. Ok, anh em cùng xem sơ qua cái trọng tâm đó là phòng thủ đi. Phòng thủ là 56. Đó, phòng thủ 56 được tay 8k6. Rồi ok. Với hiệu ứng 80 chọn 80 chón thì xác định về năm hành thì phòng thủ khẳng nghị khá là cao và hiệu kháng họ cũng khá là cao. Và từ từ chúng ta tính thử coi như thế nào. Vô. Đấy, đồ là tính xong. Đầu tiên thì hôm trước Khải có săn được cái áo. Cái áo không phải săn mà đi tranh ra được áo không băng này. 23 240 khá đẹp, bỏ vô. Rồi. Đai lưng. Nón. Nón. Rồi nó này là thấp nha, bao tay. Đai, dây. À, ok. Lấy thêm cái nhẫn kháng hỏa. Nhẫn lâm trọng dòng 1 chứ. Đây. Lâm trọng dòng 1. Tại nếu mình như thế này á, rồi thì phòng thủ cao. Phòng thủ được 65, hơn được 9 điểm à. Hơn 9 điểm à, ít vậy. 69, úi xời, vẫn ít anh em à. 19 đồng thủ cũng tương đối, không được đẹp lắm nè mà kháng họ đang được 69. Ồ, thế này kháng họ đang được 69 kháng rồi á. Ngọc bội này không kích được, bỏ cái này ra, mang cái nhẫn làm chậm vô, không mang được 74. À ok đấy, nếu mang kiểu này thì được 80 chậm rồi nè. Mà nào cái 56 á, ui ít vậy, mang nó này giờ. Trời ơi, mang nó này dạo như 65. Mà nào được 700, hơi ít nha. Đây lưng 19, 15, 19 15. Đó. Nhưng mà xếp đồ này thì sợ là nó cũng mà nào thô yếu quá đâu mà. Mà nào quá yếu. Nhưng mà bù lại kháng họ lên khá là cao, kháng lôi khá là cao và kháng hàng khá là đẹp. Đỡ mà đi đánh solo thì lượng kháng như thế này là ok, ổn rồi em ơi. Có tiền mua thêm cái ấn phòng thủ lý 2x nữa thì phòng thủ có thể lên được 75+1. À 75, lên được 75. Vì nón đồ nó chưa đẹp lắm, bao tay này, không có phát nội lực này. Đại lưng không có nội lực bao nhiêu vậy. Nói chung là đồ nội lực khá là phèn. Bù lại được cái kháng đẹp em ơi, được kháng khá là tốt. Cái này cái nón này 40 chậm nó đẹp em ơi, nón này có 30 chậm thôi. Nên là không đủ móc. Rồi, với cái này thì với cái set mang hiệp cốt thì kháng được như thế này. Lượng kháng đến 14. Ok, được Khải mang theo hướng ngọc bội kháng lo thử. Nó có thay đổi gì chút ít không? Đang bỏ kháng lo này. Bỏ làm chậm. Bỏ làm chậm. Bò làm chậm. Được. Có cái bò làm chậm này. Bò làm chậm sẽ mang cái nhẫn thủy. Bò làm chậm. Khi mang bò làm chậm thì làm chậm khả lên được 120 này, 101 chứ. 101 làm chậm. Mana được 710. Đó, vừa rồi Khải thay đổi ngọc bò làm chậm vô này. Thì Khải được sinh lực khá là cao, được 80 làm chậm và kèm cái nón là 101 làm chậm. 101 làm chậm. Với những món phòng thủ. Phòng thủ còn 60 thôi.
phòng thủ còn 60, không bên mất đi hai mấy, không lâu còn 65, còn 55 rồi kháng họ được 64. Ok, giờ mang cái đai lưng này đi, lưng 19-20. Rồi ngọc bội sẽ mang ngọc bội thắng lôi, vẫn giữ như cũ. Đai lưng thay vào đai lưng 4 dòng, 2 dòng ẩn 1 ẩn 2, và nhẫn thì cũng vậy. Này thì cái này thì lên nó cũng khá ổn. Này thì nó lại lên mana khá là đẹp anh em ơi. Nếu mà tính ra thì đi với cái này thì mana đẹp ấy. Đai lưng sinh lực cũng cao luôn, đẹp hơn đai lưng này. Thì tính ra thì hướng 30 20 này là được 50 rồi. Chỗ này 40 nó được 95 chậm. Đó. Với set này thì cảm thấy mana ổn hơn anh em ơi. Cái hướng này mana ổn hơn. Tuy rằng phòng thủ không được cao nhưng mà nó cũng khá là ổn. Kháng lôi mát này, đẹp này. Kháng họ cũng đẹp này. Đó, kháng họ 64. Đỡ đi đánh năm hành, đánh ngũ hành solo thì có ok nè mày. Nhớ chuyện á, nhớ chuyện lấy cái dòng phòng thủ này nè. Lấy cái dòng phòng thủ, lấy cái kháng cả cao nè. Nhớ chuyện không còn kết nè mày. Chuyện tầm này, nếu mà mang cái chuyện thổ á, thì nó sẽ kết thêm một ít kháng banh nữa. Cả đang có cái áo kháng banh nè. 2, 3, 40. Ok chưa? 340, 48, mày bỏ cái áo này vô coi. 46, 42. Bỏ cái áo này vô, cảm thấy nó lá khăn băng đẹp hơn. Ok, 48 khăn băng. Ừ, được. Rồi ok. Lại xuống đảo được không mày? Nói chung thì thay đổi sơ qua thì nó cũng không thay đổi nhiều. Thế đó ở đây là từ một set đồ 80 chậm, 80 chón là đánh tông kim kháng khá là thấp. Thì nó sẽ bù thay sau khi thay về set năm hành này á. Thì kháng nó tương đối lên khá là cao nè. Kháng tương đối lên khá là đều. Từ 51 lên 60, lên được 9 phòng thủ. Và kháng hàng thì lên được hơn chục điểm. Rồi kháng lôi thì hơn được khoảng 20 kháng lôi, 25 kháng lôi. Lúc nãy ở cái set hiệp cốt thì kháng lôi nó khá là thấp, nó chỉ 4 máy thôi. Này lên 75 cũng khá là trâu. Với lại là lượng kháng họ nữa. Kháng họ thì ở set hiệp cốt thì kháng họ chỉ có 30 thôi. Này được 64 nè. Nên khá ok. Rồi tương đối ok anh em ơi. Rồi bây giờ Khải cắt cho ngã đi xuống hoạt động này. Khải nghĩ là ok rồi đó. Khải tăng lại điểm đường này ok này. Chứ mà thì nó không có hiệu ứng chón. Mà chỗ đi đánh tông kim thì thực sự rất là yếu đuối. Tại vì không có hiệu ứng chón á. Gẹp vào đây chứ nó quýnh banh sát nè. Mà không sao. Bù lại thì mình đi solo thì nó khá là ngon. Đi solo thì ăn đường môn này nó có hiệu ứng kháng khá là đầy đủ hơn đó. Rồi ok nha. Rồi anh em xem video đừng quên đỡ lại một like, chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi. Thấy đâu nè, vô nè 770 này được 11 người trong boss thôi ta. Vẫn như cũ 8k6 lực tây. Thằng nghĩ vẫn 8k6 lực tây, không gì thay đổi. Đó. Đó vẫn như cũ thôi. Ôi máu còn 3k. Set này máu thấp hơn anh em ơi. Cái này phải giảm bớt lực. Đồ, set này máu thấp hơn trời. Tại vì bao tay không có máu này. Áo cũng vậy. Set này máu thấp quá. Máu có 3k mà set kia là máu đến 3k mấy nè. Cái này chỉ giảm lại 8k5 đi. 8k5 đi. Mình muốn 8k6 mà không đủ điểm nữa mà. Tám cái năm đi. Đồ. Thế là đại diện hướng ít máu nha. Rồi. Giảm lại thêm 20 sinh khí. Đó, 3100 cũng được. Mana 800 là ok nè mày. Với set năm hành mà mana 800 như thế này là khả thấy ổn rồi nè mày. Set năm hành nha nè. Năm hành mà như thế này là khả thấy là đường bon ok rồi đó, ổn rồi đó. Rồi. Quá ổn. Rồi dạ thôi. Set này thì đánh đi đại hội anh hùng này nọ cũng khá tương đối ổn nè. Kháng khá là đều, trên sweep rất là ok rồi. Tầm này thì có thể đánh được Yami. Với kháng hàng 48 thì cũng thở đánh được. 18 mươi lăm chậm thì đánh vô tư nè. Rồi gặp ngày mười viết quá là thua thôi. Rồi ok, cảm ơn em đã theo dõi video, đừng quên để lại cho Khải một like, chia sẻ, ủng hộ chơi. Và sự thay đổi này thì chắc là cũng đỡ đi giao lưu hoạt động này nọ vui nè mày. Khi nào không ổn thì Khải có thể về là xét hiệp cốt nha. Xét hiệp cốt Khải cũng khá đẹp, không phải xấu đâu nè, kèm với những chuẩn bị xấu dòng khá đẹp luôn. Rồi ok.
Đành mang ngọc bội hiệp cốt mà không ổ nữa. Ngọc bội hiệp cốt. Ngọc bội hiệp cốt. Có đúng anh em nhờ? Có nơi. Mang ngọc bội hiệp cốt thì cắn bay khá là cao. Em chia bot đi. Ôi chưa, mà phòng thủ ra lưng là không kích. 5-5 em mới chia. Cành này cành đưa ra lưng này vô thì sinh lực nỗ lực là không có nè. Đưa ra lưng kia vô thì sinh lực nỗ lực là không có nè. Lưng này xấu quá. Giờ ra lưng này nhìn quá phèn nè. Rồi. Mặt này đi. Cái hiệp cốt này lên được 5% mà. Anh em qua Thiên Vương tập trung trước anh em ơi. Rồi. Không ổn. Anh em về Thiên Vương lộ trước anh em ơi, về Thiên Vương anh em ơi. Ok. Chúng mà chỉ như này thôi anh em ơi. Định đưa cái hiệp cốt nhưng mà thực sự không đủ anh em ơi. Đưa hiệp cốt vô thì ra lưng là không kích. Những cái hỏi này cũng được rồi. 15 sinh lực lực cũng đẹp rồi nè. Chứ mà tầm này là kháng này là đây đi solo đẹp nè. Đó. Ít hôm sẵn tiện đi liên đấu 1v1 anh em ơi. Tháng sau liên đấu 1v1 á. Anh em ơi. Rồi anh em đừng quên đó là cho Khải một like share ủng hộ cho anh em ơi. Và kính chúc anh em một ngày mới vui vẻ nha. Đừng quên ủng hộ cho Khải một like video ở video này để tiếp tục nhận ra những cái mới mẻ tiếp tục anh em xem nha. Đừng quên đó là cho Khải một like ủng hộ cho nha. Ok, đi sang bot đã mọi người ơi. 17 người luôn anh em, với một cho em nè, anh em qua Thiên Vương nè. Để tới Thiên